Sắc giới là 17 cõi trời của luân hồi, bao gồm 3 lần 4 cõi thiền và 5 cõi thanh tịnh. Một trạng thái thiêng liêng vi tế của luân hồi giữa dục giới và vô sắc giới. Ở đó không có giác quan ngửi, không có giác quan nếm vị và bộ phận sinh dục. Những sinh linh ở đây có thân ánh sáng, trường thọ và không có cảm giác đau khổ. Tâm thức không lành mạnh như bám luyến không thể khởi lên. Sắc thân là báo thân và hóa thân, là tướng có thể nhận biết đối nghịch với pháp thân vô tướng. Sắc thân Mahamudra là ám chỉ thân cầu vồng của bổn tôn hành giả. Hãy xem chương 4 cấp độ Vidyadhara, vị kim cương sư và bổn tôn Di Đàm. Saha là tên của hệ thống thế giới hiện nay của chúng ta. Nó có nghĩa lâu dài, vì chúng sanh ở đây chịu đựng đau khổ không kham nổi. Samadhi gắn liền với sự liên tục, thường được dịch là sự tập trung hay nhập định, tức đại định. Samadhi của chân như là đại định đầu tiên của ba tamade Samadhi. Samadhi như kim cương là giai đoạn cuối của địa thứ 10, là kết quả của Phật quả Samantabhadra, tức Phật phổ hiền. Nghĩa thứ nhất, pháp thân Phật nguyên sơ. Thứ hai, Bồ Tát phổ hiền được dùng như ví dụ cho sự hoàn thiện của tăng trưởng một cúng dường vô tận. Samaya, thứ nhất là nguyện thiêng liêng, giới luật hay cam kết của thực hành kim cương thường. Nhiều chi tiết vẫn tồn tại, nhưng bản chất của Samaya bao gồm về bên ngoài là duy trì mối quan hệ hài hòa với vị kim cương sư, với pháp hữu, và bên trong không đi lạc khỏi sự tương tục của thực hành. Thứ hai, ở cuối chương, một chữ Samaya là một lời thề những gì được trình bày đều là sự thật. Sambhogakaya là báo thân, thân của hỷ lạc viên mãn. Về năm thân của kết quả, đây là tướng bán biểu hiện của chư Phật được phú cho năm hoàn thiện, gồm vị thầy, quyến thuộc, nơi chốn, giáo lý và thời gian. Chỉ có Bồ Tát trên thập địa mới có thể thấy. Samsara, tức luân hồi, là vòng luẩn quẩn của sinh, tử và tái sanh trong sáu cõi, được đặc tính hóa bởi sự đau khổ, vô thường và vô minh. Trạng thái của một chúng sanh bình thường bị giam hãm bởi vô minh, nhận thức nhị nguyên, nghiệp và cảm xúc phiền não. Thực tại thông thường, một chu trình vô tận của thất bại và đau khổ phát sinh như kết quả của nghiệp. Samye là tu viện được xây dựng bởi vua Trisong Desen và Đức Guru Rinpoche Thánh Hóa, vị trí ở giữa Tây Tạng gần Lhasa. Samye Quang Vinh tại Hồng Thạch là một quần thể tu viện xưa cũ của Samye ở giữa Tây Tạng, được vua Sichong Desen từ năm 790 đến năm 844 xây dựng. Sườn núi phía sau Samye có màu đỏ sáng. Sangha, tức tăng đoàn, là một tập hội những hành giả. Trong thọ quy y nơi Sangha tôn quý, có nghĩa người đạt được cái thấy thuộc năm con đường và do vậy đã giải thoát khỏi luân hồi. Sáu giác quan, tức lục thức, gồm năm giác thức và ý thức. Sáu loại chúng sanh là thiên, bán thiên, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Sáu paramita, tức sáu hành động siêu phàm, bao gồm sự rộng lượng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ biện biệt. Sáu siêu trí tuệ là khả năng thực hiện phép màu như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, nhớ lại những kiếp trước và tri thức của hết nhiễm ô, tức lậu tận thông. Sakyamuni là người uyên bác của dòng tộc Sakya Thích Ca, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
vị Phật lịch sử của chúng ta. Samatha là an định, tức thiền chỉ, hay an trụ trong tĩnh lặng sau khi đã điều phục những hoạt động của niệm tưởng, hay thực hành thiền định làm yên lặng tâm để khơi nghĩ thoát khỏi sự quấy rối của niệm tưởng. Sravaka là thanh văn hay người lắng nghe. Hành giả tiểu thừa của lúc Phật chuyển Pháp Luân lần thứ nhất giới thiệu tứ diệu đế, người nhận ra đau khổ vốn sẵn trong luân hồi và chú tâm để hiểu rằng không có tự tánh. Do chiến thắng những cảm xúc khuấy động nên tự giải thoát, đạt được nhập lưu vào con đường của cái thấy, chỉ còn tái sanh lại một lần và bất lai, tức không còn trở lại luân hồi. Mục tiêu cuối cùng là trở thành một A-la-hán. Siddha, tức bậc viên mãn, bậc giác ngộ, người thấu suốt đã đạt thành tựu. Siddhi, tất địa, là sự thành tựu, việc đạt được kết quả từ thực hành pháp, thường để chỉ tất địa tối thượng của giác ngộ viên mãn. Nó cũng có nghĩa là tất địa thông thường, tám thành tựu thế gian như tiên tri, nghe thấu suốt, bay trên bầu trời, vô hình, luôn trẻ trung, hay năng lực biến hóa, khả năng kiểm soát thân thể và thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, sự thành tựu xuất sắc nhất trên con đường là sự từ bỏ, lòng bi mẫn, niềm tin bất thoái chuyển và sự nhận biết của chánh kiến. Siddhi của Mahamudra, tương tự như giác ngộ trong phạm vi của Mahayoga Tantra, nó cũng có thể ám chỉ sự thành tựu Vidyadhara cấp thứ ba. Trong đó, Mahamudra có nghĩa thân siêu phàm của Bổn Tôn Di Đăng. Siêu trí tuệ thường chỉ sáu nhận thức cao, bao gồm thấu thị, biết được tâm người khác, vân vân. Sự che chướng của tri kiến nhị nguyên là sự che chướng vi tế của việc chấp vào khái niệm chủ thể, đối tượng và hành vi. Sự chấp nhận, một trong số bốn phương diện tin chắc đạt được trên con đường kết hợp. Sự công nhận của giáo pháp uyên thâm là sự chấp nhận của tánh không rằng giáo pháp là bất sinh. Sự thu nhặt tích lũy là sự thực hành đạo đức của việc viên mãn hai tích lũy công đức và trí tuệ. Sự tiếp cận, hãy xem bốn phương diện của sự tiếp cận và thành tựu. Sự tiếp cận và thành tựu là hai phương diện của thực hành nghi quỹ, nhất là những thời kỳ trong giai đoạn tụng niệm theo Mahayoga Tantra. Sự xuất hiện và hiện hữu, bất cứ những gì có thể kinh nghiệm năm yếu tố và có thể hiện hữu, tức ngũ uẩn. Thuật ngữ này dùng để chỉ thế gian và chúng sanh. Sugata, Như Lai, tương tự như một vị Phật. Sutra, tức kinh điển, là bài giảng hay giáo lý của Đức Phật, cũng chỉ mọi giáo lý nhân quả liên quan đến con đường như nguyên nhân của giác ngộ, so sánh với mantra. Tâm bình thường là tâm trong trạng thái tự nhiên phi tạo tác, một yếu tố quan trọng trong thực hành kim cương thường. Tâm chú là dạng vắn tắt của mantra, một bổn tôn di đang như một đối lại với mantra dài. Ví dụ, Om Mani Padme Hum. Tâm giác ngộ quý báu, xem Bồ Đề Tâm. Tâm khái niệm, trong bối cảnh này, hành vi của trí thông minh chúng ta nhận thức và phân biệt hiện tượng là một che chướng cho trạng thái không che đậy của tâm tỉnh giác, mà trạng thái của tâm tỉnh giác này hoạt động vô chướng ngại, không cần nhận thức. Tâm Prana, Prana ở đây nghĩa là gió nghiệp, và tâm là ý thức nhị nguyên của một người chưa giác ngộ. Hai thứ này liên hệ mật thiết. Tâm yếu là bản tâm của hành giả, đồng nhất với tinh hoa của tất cả bậc giác ngộ. Như Lai Tạng, phải phân biệt với tâm, ám chỉ những suy nghĩ lan man bình thường dựa trên bản chất tư duy của vô minh. Tập khí là những khuynh hướng vi tế ghi dấu trong thức A-lại gia. Tập trung, giữ một khái niệm đối tượng trong tâm hay hành động biết như một đối tượng. Sự thực hành gọi là tích lũy công đức liên quan đến việc giữ trong tâm và trau dồi một tập trung đức hạnh.
trong khi sự tích lũy trí tuệ được trao dồi nhờ duy trì sự tỉnh giác hoàn toàn, thoát khỏi bất cứ chấp giữ tập trung dựa trên khái niệm hoặc bất kỳ những điểm tham khảo liên quan nào. Tăng đoàn tôn quý là tập hội những hành giả đã đạt được con đường của cái thấy, cái thứ ba trong năm con đường. Tam bảo bao gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tantra là giáo lý kim cương thừa được Đức Phật ban trong dạng báo thân của Ngài. Nguyên nghĩa là sự tương tục. Tantra có nghĩa Phật tánh. Tantra của sự diễn đạt ý nghĩa. Nói chung, những kinh điển tantric phi thường cao quý hơn sutra. Tantra diễn đạt ngôn từ cũng có thể ám chỉ tổng hợp của tất cả mọi giáo lý nhận kết quả như toàn bộ con đường. Tantric Samaya của các bậc Vidyadhara là sự cam kết của một hành giả kim cương thừa. Tantrika như hành giả tantric. Tathagatas và các con của Ngài. Chư Phật đã đi vào trạng thái của chân như pháp tánh. Các con Ngài là những Bồ Tát ở mười địa. Tám bộ quỷ thần, đó là những diễn tả khác nhau nhưng phổ thông nhất là Thiên tức Deva, Long tức Naga, Yasua tức Yaksha, Atula tức Atula, Càng Thác Bà tức Gandhara, Kim Sĩ Điểu tức Garuda, Khẩn Na La tức Kindara và Ma Hầu La Già tức Mahoraga. Tất cả họ đều có thể tiếp nhận và thực hành giáo lý của Đức Phật. Tám bộ này cũng có thể ám chỉ nhiều loại tinh linh thế gian khác nhau, có thể giúp đỡ hay gây hại. Tám chi là bảy chi thêm vào chi phát Bồ Đề Tâm, xem thêm bảy chi. Tám mộ địa bao gồm một rừng lạnh Sitavana ở hướng đông, hai viên mãn trong thân ở hướng nam, ba đồi Liên Hoa ở hướng tây, bốn đồi Lanka ở hướng bắc, năm đồi Thành Tựu Tự Nhiên ở hướng đông nam, sáu Phô Diễn Đại Bí Mật ở hướng tây nam, bảy Đại Hỷ Lạc Tỏa Khắp ở hướng tây bắc, tám đồi Thế Gian ở hướng đông bắc. Cũng có nhiều liệt kê mộ địa khác. Tám mối quan tâm thế gian là sự bám luyến sự thành đạt, khoái lạc tình dục, tán dương và nổi tiếng, không thích bất bát, đau khổ, khiển trách và tiếng xấu. Tám tích tụ của ý thức, tức A Lại Gia thức, thức nền tảng, tâm thức diễm ô và năm thức giác quan khác, tức là bao gồm A Lại Gia thức, Mạt Na thức, ý thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức. 84.000 cửa vào giáo pháp, 21.000 giáo lý cho mỗi kinh, luật, luận và sự kết hợp của chúng, đôi khi ám chỉ kim cương thừa. Mục tiêu là loại bỏ 84.000 loại cảm xúc phiền não khác nhau tiềm tàng trong tâm con người. Tánh không là sự kiện hiện tượng và bản ngã, là sự trống rỗng hay không hiện hữu độc lập thực sự. Tơ ma tức kho tàng là sự trao truyền qua những kho tàng chôn giấu, chủ yếu được Đức Guru Rinpoche và Yeshe Sogya chôn giấu, được khai mở vào một thời điểm thích hợp bởi một vị Teton, một vị khai mật tạng vì lợi ích của những đệ tử tương lai. Thân cầu vồng vào lúc chết của một hành giả đã đạt được việc tiêu hao mọi bám chấp và định kiến nhờ thực hành Toga của Dzogchen. Năm nguyên tố thô cấu tạo nên thân vật chất, hòa tan lại vào tinh túy của chúng, ánh sáng ngũ sắc. Đôi khi còn để lại tóc và móng tay, chân. Thần Mahamudra của Bổn Tôn Di Đam, sự thành tựu chủ yếu nhờ Mahayoga Tantra của huyễn thân trí tuệ trên Vidyadhara cấp độ Mahamudra, tương ứng với con đường trưởng dưỡng. Nó là một thân thiêng liêng của một bổn tôn, được phú cho những hảo tướng chính và phụ, và qua đó hành giả yogi có thể làm lợi ích chúng sanh trong phạm vi tương đương với báo thân. Thân Đại Cực Lạc thuộc năm thân phẩm tính đơn giản của sự bất biến.
thân tinh túy, đôi lúc được tính là bốn thân, là sự hợp nhất của ba thân. Ngài Zamgon Khontrung định nghĩa nó là khía cạnh của pháp thân, đó là bản chất của mọi hiện tượng, rỗng ràng không tạo tác và được phú cho đặc tính thanh tịnh tự nhiên. Thập thiện hạnh, nói chung, kiềm chế 10 hành động bất thiện, nói riêng, thực hiện đối nghịch lại chúng, ví dụ như phóng sinh, bố thí, vân vân. Thật nghĩa là ý nghĩa dứt khoát đối lại với cách hay ý nghĩa tương đối. Giáo lý của Prajna Paramita và Trung Đạo. Trong quyển Kho tàng của trí tuệ, Ngài Zamgon Khontru vĩ đại định rõ sự thật tức chân lý, ý nghĩa xác quyết theo cách sau. Những bài dạy dành cho các đệ tử đặc biệt rằng bản chất của mọi hiện tượng là tánh không sâu thẳm, phi tạo tác như sinh và diệt, rằng hoàn cảnh thật sự bẩm sinh của sự vật là bởi bản chất tỉnh thức quang minh vượt lên trên ngôn từ, tư duy và mọi sự mô tả. Hơn nữa, đây là những lời Đức Phật giải thích chi tiết ý nghĩa cũng như luận giải về chúng. Thành tựu. Xem thành tựu. Xem bốn khía cạnh của tiếp cận và thành tựu. Thành tựu tối thượng của Mahamudra. Thứ nhất nghĩa là giác ngộ rốt ráo. Thứ hai là cái thứ ba của bốn cấp Vidyadhara. Thánh hóa và quán đảnh là một thời kỳ trong giai đoạn phát triển vào lúc cuối của sự quán tưởng bổn tôn, bao gồm việc thánh hóa ba luân xa của hành giả với thân, khẩu, ý, giác ngộ, cũng như quán đảnh của bổn tôn với năm gia đình Phật trên đỉnh đồng. Thiền giả là người dành mọi thời gian để thực hành thiền định, thường nhập thất trong núi, nghĩa rộng dành riêng cho người thực hành suốt ngày của một tâm bình thường hay tâm tự nhiên phi tạo tác. Thoga là sự vượt qua trực tiếp hay vượt lên trên. Dzogchen tức đại viên mãn. Mahasadhi có hai phần, Trekcho và Thoga. Trekcho thì nhấn mạnh sự thanh tịnh nguyên sơ, và Thoga là sự hiện diện tự nhiên. Thọ quy y là đặt niềm tin của một người vào tam bảo. Thực hành đại thành tựu là một thực hành nghi quỷ được một nhóm người đảm nhận liên tục trong 7 ngày. Thật sự cao là chỉ sự tái sinh vào ba cõi cao của luân hồi, bao gồm người, Atula và trời. Thừa là sự thực hành của một bộ giáo lý đem hành giả đến cấp độ kết quả. Thừa nội và ngoại là bao gồm đại thừa và tiểu thừa. Thừa thấp là so sánh với kim cương thừa, những thừa thấp hơn là của các Thanh Văn, Bích Chi Phật và Bồ Tát. Thừa triết học là một danh hiệu chung dành cho tiểu thừa và đại thừa. Thời đại đen tối của sự suy hoại là thời đại hiện nay, khi năm suy hoại không kiềm chế được, đó là tuổi thọ, thời gian, con người, quan điểm và cảm xúc phiền não. Hãy xem năm suy hoại. Thuộc tính xuất thế gian là cái thứ tư của bốn khía cạnh sắc tính trên con đường kết hợp, sự thành tựu tâm linh cao nhất trong luân hồi. Tích lũy là sự dự trữ để làm một cuộc hành trình trên con đường giác ngộ. Xem hai tích lũy. Tích lũy công đức là hành động đạo đức có tác ý. Tích lũy tạm thời ám chỉ sự tương tục của ngũ uẩn. Tích lũy trí tuệ là hành động đạo đức gắn bó với trí tuệ phân biệt thấu suốt về tánh không. Tinh túy Sugata là một tên khác của Phật tánh, tinh túy giác ngộ sẵn có trong chúng sanh. Tư thế thiền định 7 điểm là chân trong thế kiết già, xương sống thẳng, vai duỗi, cổ hơi cúi xuống, tay kết định ấn, đầu lưỡi chạm vào miệng và mắt nhìn vào khướng mũi. Toàn giác tương tự như sự giác ngộ hoàn toàn hay Phật quả. Tự do và phong phú là những điều kiện người ta có thể thực hành giáo pháp thiêng liêng trong một thân người. Tự nhận biết phi khái niệm là trạng thái nền tảng của tâm được vị guru khai mở, thoát khỏi niệm tưởng và vẫn nhận biết tự nhiên bất cứ những gì hiện diện. Tự tánh là một hiện hữu vốn sẵn và bản chất độc lập của bản ngã cá nhân hay của hiện tượng, là điều gì đó có thể phục vụ như một nền tảng vững chắc
cho những thuộc tính cá nhân. Sự tồn tại là một hiện hữu vốn sẵn và tồn tại độc lập của bản ngã cá nhân hoặc của hiện tượng. Tịnh hóa che chướng là sự thực hành tâm linh xua tan những gì che chướng như lai tạng. Ví dụ thiền định và tụng niệm về đức Vajrasattva theo những chuẩn bị đặc biệt. Tapma là một phương tiện sử dụng trong nghi lễ tantric, cũng có thể chỉ cúng dường thực phẩm cho hộ pháp hay những tinh linh bất hạnh. Trạng thái định của Sravaka. Trong bối cảnh của thực hành tiểu thừa và đại thừa, trạng thái này được dùng trong ý nghĩa làm giảm và được biết như một lề đường xấu của con đường giác ngộ của chư Phật. Sự lỗi lầm phát xuất từ xem thực hành thiền định như hoạt động trưởng dưỡng và quy chiếu trên trạng thái đó, cảm giác và niệm tưởng đều không có. Tramena là thiên nữ có thân người và đầu thú. Tramen có nghĩa là lai ghép hay pha trộn. Trekcho có nghĩa là cắt đứt dòng chảy của ảo tưởng. Niệm tưởng của ba thời nhờ bộc lộ tánh giác không che đậy, không quy chiếu nhị nguyên, nhận ra quan điểm này nhờ giáo huấn khẩu truyền của vị thầy hành giả và duy trì nó không gián đoạn khắp mọi phương diện của đời sống, là tinh túy thật sự của thực hành Dzogchen. Trì thủ Vajra, nghĩa thứ nhất là danh hiệu tôn kính cho một vị thầy thành tựu. Thứ hai là trạng thái giác ngộ. Trí tuệ bổn tôn là bổn tôn thật sự an trụ trong pháp giới. Trí tuệ của hành động kiên trì tương đương với trí tuệ tỏa khắp. Trí tuệ đồng hiện là khả năng tỉnh giác bẩm sinh hiện diện trong mọi chúng sanh. Trí tuệ ở đây có nghĩa sự tỉnh giác nguyên sơ không dối gạt. Trích tinh túy là một thực hành yoga lấy tinh chất của thảo dược, khoáng vật và năng lượng của nguyên tố để tịnh hóa thân, tăng sự tập trung và tránh sự sao lãng đi tìm những vật phẩm cúng dường thông thường. Trisong Desen sinh năm 790, mất năm 844, là pháp vương vĩ đại thứ hai của Tây Tạng, người đã thỉnh Guru Rinpoche, Sangtarashita, Vilamamitra và nhiều vị thầy Phật giáo khác bao gồm Jinamitra và Dhanasila đến Tây Tạng. Ngài xây dựng Sanye, tu viện vĩ đại và trung tâm giảng dạy kiểu mẫu sau Odantaputi và thiết lập đạo Phật nhiều quốc giáo của Tây Tạng. Trong triều đại của Ngài, những tu sĩ được thọ cụ túc giới đầu tiên, những học giả và Losawa đã dịch nhiều kinh văn và một số lớn những trung tâm thực hành được xây dựng. Trung đạo là phái cao nhất của bốn học phái triết học Phật giáo. Trung đạo có nghĩa là không chấp giữ bất kỳ quan điểm cực đoan nào, nhất là quan điểm hư vô và vĩnh cửu. Cha cha là một tượng Phật nhỏ bằng đất sét đúc từ một khuôn. Tụng niệm là nhiệm vụ của thực hành nghi quỷ, gồm việc tụng niệm một mantra. Uddiyana là xứ sở phía tây bắc của Ấn Độ thời xưa, nơi Guru Rinpoche sinh ra trên một hoa sen. Xem Ogyen. Varokana, dịch giả vĩ đại của Tây Tạng vào thời vua Trisong Desen, được Đức Bhamakara nhận ra là một hóa thân của một học giả Ấn Độ. Ngài là một trong bảy vị tu sĩ được gửi tới Ấn Độ để học với Ngài Sri Singha. Ngài cũng là một trong ba vị thầy chính mang giáo lý Dzogchen vào Tây Tạng. Hai vị khác là Bhamakara và Vimalamitra. Vajra, nghĩa đen là kim cương, vua của mọi loại đá. Như một tính từ, nó có nghĩa là bất hoại, cứng chắc, bất bại, vân vân. Có Vajra tuyệt đối của tánh không, Vajra tương đối của chất liệu vật chất với những thuộc tính, và biểu tượng thấy rõ hoặc dán nhãn Vajra cho danh hiệu. Vajra Dara, kim cương trì, pháp thân Phật của học phái Sama, cũng có thể chỉ vị thầy riêng của một người của kim cương thừa. Vajrayana, tức kim cương thường, sự thực hành nhận kết quả là con đường, tương tự như mantra bí mật và tantrayana. Vidyadhara, trì minh phương, là bậc nắm giữ hay mang trí tuệ của mantra,
một vị thầy giác ngộ một trong bốn giai đoạn của con đường Tantric của Mahayoga, tương đương với 16 địa. Vidyadhara cấp hiện diện tự nhiên, Vidyadhara cấp làm chủ cuộc sống, Vidyadhara cấp Mahamudra, Vidyadhara cấp trưởng thành, Vipassana tức thiền quán, thiền minh sát, là sự nhìn thấy rộng hơn và sáng suốt, thường để chỉ sự thấu suốt vào tánh không. Một trong khía cạnh chính của thực hành thiền định, cái kia là Samatha tức chỉ. Vishnu là bậc thâm nhập khắp, bậc duy trì vũ trụ. Thân tướng Ngài là một trong ba tam giác của chư thiên, với Brahma bậc sáng tạo và Shiva bậc hủy diệt. Vị thầy là danh hiệu ban cho một vị thầy tâm linh và học giả nghiên cứu. Trong sách này, vị thầy ám chỉ cho Guru Rinpoche, tức Ngài Liên Hoa Sanh. Vị thầy hóa thân là một cách bày tỏ tôn kính với Guru Rinpoche rằng Ngài là thân lưu xuất của một đấng giác ngộ. Vị thầy đủ phẩm tính là người có chánh kiến và lòng bi chân thật. Vô ngã là sự thiếu vắng bẩm sinh của một sự tồn tại trong bản ngã cá nhân cũng như trong vật chất và tâm thức. Vô ngã là sự thiếu vắng hay không có sự tự tồn tại trong cá nhân con người cũng như trong vật chất và tâm. Vô ngã không phải là một sự đạt được mà là trạng thái tự nhiên của sự vật. Những hành giả của tiểu thừa, thanh văn và độc giác đạt một phần giác ngộ của sự vô ngã. Mà chỉ là một Bồ Tát nhờ thực hành sáu ba la mật mà phát hiện thực tại như nó là. Vô niệm là một trạng thái không có suy nghĩ dựa trên khái niệm, có thể ám chỉ sự tỉnh giác phi khái niệm, nhưng thường nó là một trong ba kinh nghiệm thiền định tạm thời, bao gồm cực lạc, trong sáng và vô niệm. Vô sắc giới là trạng thái vi tế nhất của luân hồi, hoàn toàn không có bất kỳ thân vật chất nào, ngay cả những khoái lạc tinh thần. Nơi an trụ của sinh linh chưa giác ngộ đã thực hành bốn thể nhập. Những sinh linh này trụ trong sự bình đẳng bất biến trong một thời gian dài. Sau đó, họ đi xuống những trạng thái thấp hơn của luân hồi. Vòng đơn của Dhammakaya. Tất cả chư Phật đều là một trong hư không vô tận của Pháp Thân. Nó là vòng tròn trong ý nghĩa của người vượt lên những góc cạnh của niệm tưởng tạo tác. Yaksa, dạ xoa, là một bộ sinh linh bán thiên, thường làm lợi ích nhưng đôi khi làm điều ác. Phần lớn là những vị thần ở miền quê, thường ở trên những cây thiên và canh giữ những kho tàng gần đó. Một số khác sống trên núi Tu Di, canh giữ cho cõi thiên. Họ được Kuvera cai quản, vị thần của tài bảo, và canh giữ một phần tư của hướng Bắc. Yandak là một trong tám Heruka của học phái Myanmar, tức phái mũ đỏ, bổn tôn phẫn nộ của tâm kim cương. Yepa là một ngọn núi ẩn tu gần Lhasa ở giữa Tây Tạng. Yidam là bổn tôn riêng của hành giả và là gốc rễ thành tựu của ba gốc. Yoga Sadhana là thực hành truyền thống chính sau giai đoạn chuẩn bị, bao gồm hai giai đoạn phát triển và hoàn thiện, và là bước tốt nhất cho sự tiếp cận những thực hành tinh tế hơn của Mahamudra và Dzogchen. Yogi nghĩa là hành giả kim cương thường. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net